Hello cả nhà, cảm ơn cả nhà đã ghé kênh Hiếu Phạm Cuộc Sống Mỹ. Đây là những cái rau đậu Hòa Lan mình gieo từ hạt đó cả nhà. Hôm nay nó lớn như thế này rồi, mà thời tiết này thì có thể đem em nó ra trồng được rồi. Nên là mình bây giờ sẽ đem tất cả những cái rau Hòa Lan này ra ngoài vườn để trồng. Chứ hôm nay mình gieo trong nhà xong rồi cái là đem nó ra để ngoài dưới cái máy, có máy che đó, tại vì cái giống này nó chịu được mùa lạnh, mà thời tiết bây giờ là có thể trồng nó ở ngoài được rồi. Nên hôm nay ông xã của mình á, là ổng sẽ cưa thùng cho mình á cả nhà. Đó, anh đang đi lấy thùng anh cưa đó, ở đằng xa xa kia đấy, anh đang cưa thùng để cho mình trồng mấy cái cây đậu Hòa Lan á cả nhà. Và một dãy ở đây á, là ngày là mình á, hả, mình gieo hành tây đó. Hành tây hôm nay cũng lú nhú rồi, còn ở trong đó là hành lá, là một năm luôn nó cũng không có chết. Thì trong đó có rau chua, có hành lá, có hẹ đó, thì mình mới phiêu thêm phân với đất cho nó cho năm nay. Và những cái chậu này là mới, là mình đã trồng hành tây xuống rồi. Bây giờ thì ông xã ông sẽ cưa cho mình, cưa làm hai cái thùng này để mình trồng rau đậu Hòa Lan. Mình sẽ trồng đậu Hòa Lan ở cái dãy bên đây. Đây anh chuẩn bị đây nè cả nhà, chuẩn bị máy cưa thế này thế kia. Mấy cái thùng này á, là mình đi xin đó cả nhà, mình đến hãng của người ta mình xin, người ta cho phi á cả nhà, cho không đó. Nhưng có nhiều chỗ nó bán nha, hồi trước không biết á, người ta bán cái mình mua, còn bây giờ biết là cái chỗ này nó cho không. Cũng cái chỗ đó ngày trước mình mua cái xong cái về sau mình đến tìm cái người hồi xưa bán để mua đó, thì gặp cái người chủ ở cái hãng đó, ông đó là người Nhật, ông mới nói là muốn tìm gì, cái mình nói tìm người đó để mua mấy cái thùng này. Ổng nói ồ vậy hả, nó bán cho mày hả, biểu ừ. Cái xong bây giờ nó tao muốn tìm để mua thêm, cái ổng nói ồ cái người bán, cái người đó là người làm công ở trong đó, người ta nghỉ rồi, mà ổng nói là trời ơi nó bán cho mày hả, chứ ổng là ổng cho không. Cái ổng nói thôi thằng đó nó nghỉ rồi, nhưng mà cái này là tao cho không for free, nên là hả giờ tao sẽ cho mày miễn phí. Ôi mừng dễ sợ, cái là cái mình xin ổng rồi, cái một lần mình chở được có 3 thùng thôi, mà mình cứ đi từ từ riết mà được nhiêu đây. Với lại là cái người đó là giống như người làm công trong đó đó, ổng nói là khi nào đến thì gặp cái người làm công đó rồi cái người đó sẽ biết, tự vì ổng dẫn cái người đó ra, nếu mình đến thì cho mình mấy cái thùng đó. Thì lâu lâu mỗi lần mình đi xin thùng đó, cái mình hay mua mua ở đây không dám mua đồ ăn cả nhà, mình cho nó ăn rồi lỡ nó ăn vô nó bị gì nó mất công. Thành thử ra là mình hay mua tặng cho cái ông đó, ông Mỹ đó, quần áo. Mình đi Costco đó, mình thấy quần áo nó sale, cái mình tặng cho ổng, trời ổng thích lắm. Nhưng ổng nói thôi đừng có mua cho ổng, thấy thương dễ sợ luôn á. Nhưng mà kiểu như mình nghĩ thì người ta cho mình thì mình cho không mình mà đó, nhưng mà mình thôi mình tặng lại cho người ta chút xíu quà, coi như là có qua có lại. Rồi ông xã tôi cũng kỹ lắm, ông cưa thùng chứ không phải đo này kia cho nó bằng rồi ông mới cưa, chứ không phải như người ta để vô cưa không đâu. Thì đó, mà cả nhà biết á, mà ở nhà mà không có đàn ông á thì thôi, gia đình nào mà không có đàn ông thì á thì cũng tội nghiệp ha, phụ nữ chân yếu tay mềm. Còn đàn ông người ta khỏe mà, người ta dù gì á, đàn ông người ta cũng thông minh hơn phụ nữ. Đó, ổng đang chuẩn bị để ổng cưa thùng cho mình để mình trồng mấy em đậu Hòa Lan xuống. Dâu tay một dãy ở đây chưa em nào nhú lên, đó là
đó là củ kiệu, củ nén. Ôi khổ quá, củ nén Mỹ đi tìm muốn chết luôn cả nhà. Có ai biết thì chỉ cho mình với. Chứ mình muốn mua cái củ nén Mỹ trồng cho biết. Rồi đây nữa nè, đó, đây hả, phải rào như vậy nè. Ôi ơi, không biết mấy em nào á, buổi tối á, cứ vô đây bới, không biết tìm cái gì trong đây. Nên là mình phải mua mấy cái lưới này nè, mình rào lại. Những cái rau ở trong nhà mình đang ươm đó, đó là sắp sửa mình sẽ đem mấy em nó ra đó. Và ở đây là khu vực này là trồng rau, là khi mình đem ra mình đã mua sẵn lưới rồi, mình sẽ bao hết lưới, vòng vòng lưới để mình chùm lại. Chứ ôi có khi mấy em vô cắn, ôi cắn ngang luôn, cắn đứt ngang vậy đó. Trời ơi, cây người ta đang lớn vậy cắn đứt ngang vậy đó, chẳng biết sóc hay là thỏ. Tất cả những cái này chưa có đụng tới, chưa có làm tới. Rồi hả, là năm nay mình sẽ phất trương lên, mình sẽ là ăn một dãy ở đây nè. Đó, mình sẽ, ảnh sẽ cưa thùng cho mình, mình sẽ trồng rau, trồng rau nguyên cái khu vực này, trồng rau rồi trồng ớt, trồng cà chua. Đây là mấy chậu ớt đó, mà hết mùa rồi đó. Rồi một đống ở trên đó, hồi kỳ nó năm rồi á, trồng cái này trồng kia đủ thứ. Thì năm nay cũng sẽ phạm vi này là sẽ trồng ớt, trồng rau. Để mình cho cả nhà xem, có một cây cải. Ôi ơi, cải mà nó chịu được á, lạnh, nó vẫn sống ở mùa lạnh nè. Có một cây cái hạt nó vươn lên, nó vây ra đây thế mà coi nè, nó vẫn sống nè, thấy thương ghê không. Rồi cái phạm vi trước mắt đó là trồng bầu, trồng bí đó, nhưng mà chưa đến mùa để mà trồng những cái đó. Rồi bên đây thì là cũng chưa có làm cỏ, làm đất lại, thấy không? Chưa tới mùa, cũng còn lạnh lắm. Thì là cái này là cải, có cái anh cải này ảnh chịu lạnh hay thiệt á chứ. Đó, bắt đầu anh kéo máy, anh cưa đó. Có đàn ông cũng đỡ. Đây hoa, hoa nó đang lú nhú lên rồi đây. Còn có thằng hoa nó thấy thương lắm. Trời ơi, cái chậu này chắc là sang năm mình sẽ thay cái chậu nào bự hơn. Năm trước mình trồng ở đây, trời, cái chậu bé vậy mà nó cũng khổ qua, nó cũng lên. Nên là năm nay chắc là sẽ thay cái chậu bự hơn cho nó. Ồn nữa không, anh cưa xong rồi còn đục nữa cả nhà, đục cho nó thoát nước á, hơi ồn nha. Bây giờ mình sẽ đi kéo đất cả nhà, kéo đất kéo phân ra. Anh cưa xong cái là mình trồng xuống, nên giờ mình phải đi kéo đất kéo phân cả nhà ơi. Ôi, tôi đang trồng cây, tôi đang trồng những cái cây đậu Hà Lan xuống mà tôi bức xúc quá, tôi phải ra tôi quay tôi nói với cả nhà, tôi kể cho cả nhà nghe. Có ai đời thở ông chồng của tôi, tôi kêu ảnh là anh cưa giùm em hai cái thùng để em trồng rau. Ok, thì nãy giờ cả nhà cũng thấy ổng cưa đó. Ổng cưa xong ổng giục đây. Tôi thì lính hính ở đằng kia, vô đất vô phân, rồi trồng những cái cây đậu Hà Lan xuống. Xong bắt đầu cái tôi nói, ủa sao im ắng với người ta. Tôi nghĩ ổng dẹp cái đồ cưa đi, để ổng đi lấy đồ ổng khoan cho tôi, đục lỗ cho nó thoát nước chứ. Mà thôi, tôi chờ hoài không thấy ổng trở ra. Tôi đi vô, trời ơi, ổng đứng ở trong nhà. Tôi hỏi, ủa sao ba không khoan cái lỗ cho tôi. Biết ổng trả lời sao không?
Ủa chứ má mày nói là cưa 2 thùng thôi mà. Cái ổng mới nói với giống như trên mạng nói làm sao anh? Đã mua cái chép về lương táo, chồng lấy không ăn, bả giận quá mà kêu ổng đi mua ngay con cá khác cho tôi. Rồi nó ra nó mua cá ba đuôi về, nói rõ ràng bà kêu mua con cá khác chứ đâu có mua con cá khác đâu. Cả nhà có nghe rõ không? Ảnh kể là trên mạng á, là cái hôm đó là lễ đưa ông táo về chầu trời đó, cái ông bà vợ mới nhờ ông chồng đi ra mua con cá chép, thì á, là không nói rõ ông chồng đi mua con cá chép xong về tưởng là người chồng đảm đang chiên con cá chép luôn để ăn cơm à, cái bà vợ bà mới nói trời ơi cá chép đâu, ông nói là anh chiên luôn rồi đó, trời ơi bà vợ bà mới nhảy đổng lên bà nói trời ơi tôi mua con cá chép về để tôi tiễn ông táo về trời, thôi ông đi ra ông mua lại con cá khác cho tôi đi. À thì là bà vợ có nói là đi ra mua lại cá khác, là có nghĩa là đi ra mua lại con cá chép khác, mà ông chồng á ổng đi ra ổng mua cá ba đuôi. Cá ba đuôi ổng đem về ổng đưa cho bà. Bà nói trời ơi ông mua gì đây, ổng nói thì bà nói tôi đi ra mua con cá khác, thì là đúng rồi, cá ba đuôi nó khác với cá chép mà. Đó, có thấy không? Y như là cái chuyện thằng Bờm á. Thằng Bờm có cái quạt mo, cái cây tre châm đốt của người ta giác là giác thẳng không giác dọc, giác giác ngang sao đi vô cửa. Rồi cũng giống như là chén nào mua tương, chén nào mua mắm, trời ơi khổ ghê. Rồi xong hồi nữa hoành gì à, đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương, trời ta nói nó Bờm như cái thằng Bờm vậy đó. Đó, bây giờ tôi kêu ổng khoan thì ổng khoan. Thôi để tôi nói luôn nha anh. Ờ, anh khoan giùm em xong rồi cái anh kéo giùm em mấy bao đất anh đổ vô giùm em luôn. Chứ không thôi ổng khoan xong đi vô cả nhà. Đó, vườn tược có mình tôi án thôi.